nông sản Cần Giuộc, Long An em xin chào quý vị. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất thổ cư sổ Hồng Giang, tọa lạc tại Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là con đường nhựa Lộc Trung, hướng này đi thẳng 3 km nữa, rẽ tay phải là ra tuyến tránh quốc lộ 50 cầu Cần Giuộc. Còn hướng ngược lại là ra tỉnh lộ 85A nghe quý vị. Đây, đây từ đây ra tới tỉnh lộ 85A là 200m nha. Còn phía trước của em là cái con đường vào miếng đất thổ cư em đang giới thiệu cho cô chú anh chị và các nhà đầu tư ha. Đây là cái đường bê tông 4m nha cô chú anh chị. Đây đường bê tông 4m nè. Ở đây là xe ben 2 tấn rưỡi vô tới miếng đất của em luôn nha quý vị. Khu dân cư đông ha. Đây nhà dân sinh sống đông đúc nha cô chú anh chị. Ở đây xe ben 2 tấn rưỡi ở đây là chạy ra vào thoải mái, ở khu vực này người ta xây nhà nhiều lắm cô chú anh chị. Rồi phía trước em có cái ngã ba mình quẹo phải ha, quẹo phải chạy vô tới miếng đất nha. Ở đây là có cái con đường đá xanh nè, à, người ta đổ đá xanh ha, đổ đá xanh. Đường này thực tế là 3m nha cô chú anh chị. Vừa quẹo cái cua phía trước là tới vị trí miếng đất của em nha. Cự ly cũng quá gần nha cô chú anh chị. Còn đây là cái con đường bê tông 4m. Từ đường nhựa là từ đường nhựa vô tới đường bê tông là đường là xe tải 2 tấn rưỡi. Còn từ đường bê tông vô tới vị trí đất của em là đường xe hơi cô chú anh chị. Người ta đổ đá xanh trước nè. Ở đây là con đường này chuẩn bị đổ bê tông luôn nghe cô chú anh chị. Thực tế là đang đổ đá xanh trước. Đường này là đường 3m nha. 3m là xe hơi chạy ok ha. Rồi tới vị trí đất nè cô chú anh chị. Đó, thực tế là đường trước đất là 3m nha cô chú anh chị. Xe hơi 4 chỗ 7 chỗ. Rồi, tới miếng đất của em, đất thổ cư ha. Có cắm cọc ranh giới rõ ràng cho mình dễ hình dung nha. Đây từ cọc này, từ ngang tới tay em chỉ ha, cọc này thẳng tới phía sau luôn nha. Từ cọc này qua tới bên này. Rồi, qua tới cọc bên này là ngang 10m, chạy dài tới phía sau là 44m nha cô chú anh chị. Ngang 10, dài 44, full thổ cư ha. Tổng diện tích là 440m, giá bán là 2,3 tỷ, thương lượng nhẹ cô chú anh chị. Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An ha. Miếng này mình xây biệt thự, làm nhà vườn là khỏi chê nha cô chú anh chị. Thổ cư sổ Hồng Giang, 440m, giá 2,3 tỷ. Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, đường trước đất là đường xe hơi, cách đường bê tông xe tải 2,5 tấn là 100m nha cô chú anh chị. Đất đẹp, nền cao ráo nha. Rồi, em xin kết thúc video. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các nhà đầu tư luôn theo dõi ủng hộ kênh của em nha. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo, cũng như là giá cả thị trường bất động sản Cần Giuộc, Long An. Em xin chào, hẹn gặp lại.